Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Hôm nay em Ánh xin gửi tới mọi người một cái dự án mới thuộc phường Hà Trì. Thuộc Hà Trì, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội mọi người nhé. Nó thuộc vị trí là Hà Trì 1 mọi người ạ. Thì đây dự án tổng thể đây mọi người có thể quan sát. Tổng là 8 căn mọi người nhé. Và có cái giá bán chỉ từ 2 tỷ 550 triệu đồng thôi. 8 căn này đều đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ và giấy phép xây dựng đầy đủ nhá. Mọi người, ngõ trước nhà thì cái ngõ trước nhà của cái căn em chuẩn bị giới thiệu đây là khoảng tầm 3,5 m mọi người ạ. Rất là rộng. Với cái vị trí của cái căn nhà này thì cách ngã năm Hà Trì nó rơi vào khoảng tầm 150 m thôi. Rất là gần những cái tiện ích xung quanh, nó là thuộc gần như trung tâm của quận Hà Đông rồi mọi người nhé. Xin mời mọi người hướng vào phía ngôi nhà chuẩn bị em giới thiệu tới mọi người đây. Diện tích của ngôi nhà là 32 m² đó, và được thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Như mọi người quan sát thì tổng thể 8 căn này xây dựng lên rất là đẹp, 8 căn liền kề rất là đẹp. Mặt tiền đều được ốp đá màu đen rất là sáng, sang trọng. Và cửa chính của cái ngôi nhà nó là cửa sắt mọi người nhé. Cửa bên trong là cửa kính nhôm Việt Pháp. Toàn bộ 8 căn này thì đều được thiết kế về cái cửa bên ngoài tương tự như nhau. Xin mời mọi người hướng vào phía bên trong của ngôi nhà này cùng em. Đây chính là phía bên trong của căn nhà mọi người ạ. Với cái căn nhà này diện tích là 32 m². Đây chính là phần để xe của ngôi nhà mọi người nhé. Mời mọi người hướng vào phía phòng bếp cùng em. Đây chính là phần bếp của ngôi nhà mọi người ạ, rất là rộng. Tất cả cái tủ bếp này đều được làm bằng chất liệu gỗ sơn màu trắng mọi người nhé. Đây chính là phần kính ốp bếp màu xanh cốm của Hải Long mọi người ơi. Đấy. Mặt bếp được lát đá Bình Định, đá đen, và gồm đầy đủ chậu rửa, vòi rửa đó. Hệ thống nước cũng như là điện đều đã được lắp đặt đầy đủ. Với cái căn nhà này thì hoàn thiện lên tới 100% chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Đây, kể cả gạch, hệ thống gạch ở dưới chân cũng được lát gạch kích thước là 60-60 hàng granite nhé. Tủ bếp thì rất đầy đủ mọi người ạ. Đầy đủ mọi cái chức năng, công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Đó, rất là rộng. Với cái căn bếp này rất là rộng. Ngoài ra ở cái phía tầng 1 của cái ngôi nhà này thì nó có một nhà vệ sinh phụ. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa. Đó. Thiết bị ở toàn bộ cái ngôi nhà này đều được lắp đặt đầy đủ thiết bị ở vệ sinh, trần thạch cao, đèn led xong hết rồi mọi người nhé. Với cái căn nhà này thì thực sự là chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Xin mời mọi người hướng lên trên phía trên tầng 2 cùng em. Đây là cổ trụ cầu thang mọi người ơi, đều được làm bằng gỗ lim Nam Phi. Đây chính là phía tầng 2 của ngôi nhà mọi người ạ. Với cái thiết kế phòng khách ở trên gác lửng của tầng 2 rất là rộng rãi. Đó. Có một cái cửa sổ hướng ra phía bên ngoài rất là thoáng. Và trên cái gác lửng này thì được ngăn cách với lại khu cầu thang, một cái vách hoa CNC rất là đẹp. Ở dưới là có một cái tủ đựng đồ nho nhỏ mọi người nhé. Xin mời mọi người hướng vào phía phòng ngủ cùng em. Đây, đây chính là phía phòng ngủ của ngôi nhà này. Phòng ngủ được khoảng tầm 11 m mọi người nhé. Có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài để lấy ánh sáng tự nhiên cũng như là không khí vào trong ngôi nhà. Tất cả các cửa sổ đều được bên em đầu tư và thiết kế là hai lớp. Lớp ngoài là nhôm Việt Pháp và lớp bên trong là sắt sơn tĩnh điện.
Đấy, như mọi người quan sát thì toàn bộ hệ thống trần thạch cao cũng như đèn led, cửa thông phòng đều đã được hoàn thiện đầy đủ rồi. Đây chính là phía chờ, ống chờ và dây chờ điều hòa nhé mọi người. Toàn bộ cửa thông phòng được làm bằng gỗ lim mọi người ạ. Đây này, rất là chắc chắn. Phía tầng 2 của ngôi nhà có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh đều được lắp đặt đầy đủ. Hệ thống thiết bị vệ sinh, sen cây, bồn cầu, vòi xịt, gương, lavabo mọi người nhé. Rất là đầy đủ. Cửa của nhà vệ sinh thì được thiết kế là cửa nhôm Việt Pháp. Xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà này cùng em. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho lên tầng 4 đều được trang bị là gỗ lim Nam Phi. Ở trên tầng 3 thì được thiết kế 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Cái phòng ngủ phía bên trong này của tầng 3 thì khá là rộng, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 13m mọi người nhé. 13m phòng ngủ. Và ở trên này cũng có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Tất cả các phòng ngủ đều được lắp dây chờ và ống chờ điều hòa hết rồi nhá. Kể cả áp đây, áp điều hòa của từng phòng. Đó. Vị trí của ngôi nhà thuộc Hà Trì 1 rất là tiện lợi. Cách chợ Hà Đông chỉ rơi vào khoảng tầm 700m. Cách bệnh viện 103, bệnh viện Ca Tân Triều, phạm vi bán kính 1 km quay đầu thôi mọi người nhé. Đây chính là phía phòng ngủ thứ 3 của cái căn nhà này. Đó. Cái căn nhà này thì được thiết kế cái lan can giả ở bên ngoài, trang trí lan can giả với sắt hoa khá là đẹp mắt. Đấy. Và ở tầng 3 này cũng gồm một nhà vệ sinh. Mời mọi người quan sát nhà vệ sinh ở trên tầng 3. Đầy đủ sen cây, bồn cầu liền khối, chi tiết đầy đủ mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Tiếp theo em xin mời mọi người lên trên phía tầng cuối cùng, tầng 4 của ngôi nhà. Tầng 4 của ngôi nhà thì được thiết kế bao gồm một phòng thờ và một sân phơi. Mời mọi người hướng về phía phòng thờ. Phòng thờ của ngôi nhà này rất là rộng mọi người ạ. Phòng thờ của ngôi nhà này sẽ rơi vào khoảng tầm 14m. Đó, rất là rộng. Như vậy là cái nhà này thì là có 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 sân phơi, 1 phòng khách, 1 phòng bếp cả nhà nhé. Đây chính là phía sân phơi của toàn bộ ngôi nhà. Đó, mọi người nhìn. Sân phơi của ngôi nhà đã được trang bị một cái hệ thống chuồng cọp rất là chắc chắn và an toàn. Em xin nhắc lại một lần nữa nhé. Cái diện tích của ngôi nhà là 32m², xây dựng thiết kế là 4 tầng. Giá chào bán của cái căn nhà này là 2 tỷ 650 triệu đồng. Mọi người nhìn, nếu như mà muốn biết thêm thông tin chi tiết thì xin vui lòng gọi điện cho em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em nhớ ấn like cũng như là đăng ký kênh và nhớ ấn vào chuông để có thể là những người đầu tiên xem những video mới nhất của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.